này phải có răng thiệt. Phải dùng răng thiệt ăn à. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà đã quay lại với kênh Lee Family. Bây giờ cũng là 5 giờ chiều rồi thì mình dẫn cả nhà đi ăn tối. Cái khu vực mình ở cái khách sạn này nè, thì hồi nãy mình đi xung quanh thì mình có thấy một cái tiệm thấy khá là ngon. Bây giờ gia đình mình cùng đi ăn thử xem sao nha. Ở Việt Nam không những buổi sáng bán hàng ăn sáng rất là nhiều mà buổi chiều cũng có rất là nhiều quán ăn nữa, tha hồ mà chọn. Bởi vậy cho nên không cần phải giỏi nấu ăn phải không mọi người? Ta-da! Quán đây này mọi người ơi, mình dẫn mọi người đi Nha Trang nha. Đây là cái quán nem lụi bún cá của Nha Trang, nhưng mà nằm ở Sài Gòn nha mọi người. Ôi, tới đây nè, tới đây nè. Đây là cái tủ đựng topping. Wow, quá trời đồ luôn. Ủa, cái nồi trong kia là cái nước sốt á. Đây, nem lụi nè. Quá trời nem lụi luôn. Wow, hấp dẫn quá. Đây là những miếng chả cá chiên. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Ồ, tôm nè. Wow, mực nè, trứng cút nè, quá trời đồ. Nhìn hấp dẫn quá. Vào ăn thôi mọi người ơi, đói bụng quá rồi. Mình ăn buổi tối cũng hơi sớm nhưng mà quán khá là đông khách rồi. Bên trong thì không còn chỗ nữa, thì gia đình mình thì được sắp xếp ở ngồi phía ngoài. Đây các loại nước chấm nè. Đây, đồ ăn ra rồi. Mình order một cái dĩa mực cuốn. Phần như vậy là 190 ngàn. Thêm phần gỏi sứa nữa. Một phần này thì 130 ngàn. Đây, nem nướng còn gọi là nem lụi đó. Phần này dành cho hai người ăn 115 ngàn đó. Cả nhà thấy ngon và hấp dẫn không nè? Mời cả nhà nha. Bây giờ mình chiến đây. Bỏ rau đó nha. Nước chấm nem lụi Nha Trang Khánh Hòa là nó hơi đặc đặc giống như cháo vậy nè, nhưng mà đặc trưng của nó đó ngon lắm mọi người ạ. Đây cho xíu ớt tương ăn mới cuốn được mọi người ạ. Người Huế phải có chút xíu ớt. Đây, ăn thử cuốn đầu tiên nè. Ăn cái này phải có răng thiệt. Phải dùng răng thiệt ăn à. Ngon quá. Mình thấy đồ ăn ra lóa cả mắt, cho nên mình lấy hai miếng bánh tráng mình cuốn luôn. Cho nên nó hơi dai một chút chứ không phải bánh tráng cuốn là dai đâu nha mọi người. Guinness ham ăn không chừa. Ăn
Đến phiên ông xã mình ăn và cảm nhận cho mọi người coi nè. Xé ra. Có gia vị ở đây đi. Ngon hả? Bạn nhỏ này cũng ăn thử cuốn nem luộc như thế nào nè. Nãy giờ mình lo cho mấy đứa nhỏ, bây giờ đến phiên mình ăn thì mình order thêm một tô bún cá với một dĩa nem luộc nướng. Mà bạn nhân viên cứ hỏi, chị ơi chị mang về hả? Nói không, chị ăn. Mà bạn cứ hỏi chị mang về à? Mà nói không, mình ăn. Hồi nãy bạn thấy bốn người mà order quá trời rồi, tưởng là mình không ăn nhiều như vậy. Có cơ hội về Việt Nam thì phải ăn thoải mái phải không mọi người? Mình order phần nem luộc này nhỏ hơn chút. Này rút kinh nghiệm mình lấy một cái bánh tráng thôi để cuốn thôi, không có ham hố lấy hai cái. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này. Cả nhà ơi nhớ cho mình một like and subscribe kênh của mình với nhé. Và nhớ theo dõi những tập tiếp theo của mình ở Việt Nam ăn những món gì nha. Cảm ơn mọi người nhiều.
Bye bye.